Và trên con xe này một cái khuyết điểm thực sự là ai cũng phải góp ý, đó chính là cái phần pha đèn này các bạn. Đó, nó sẽ hơi hở ra một xíu như thế này nha. Các bạn thấy không? Đó, cái xe này nó hơi hở cái pha đèn ra như thế này nha. Xin chào tất cả mọi người nha, lại là em Mạnh nhà mình đây. Trước mặt Hoàng Mạnh là một con Exciter phiên bản giới hạn 2023 nha tất cả mọi người. Thì cái màu này á là cái màu xám ánh xanh nha mọi người. Đó. Thì con này là 150 nha. Ngoại hình thì vẫn là như cũ rồi mọi người, không có gì thay đổi nha. Nhưng mà cái này là đời mới, sản xuất ở năm 2023 nha các bạn. Đó. Thì tổng thể qua các bạn có thể thấy là ngoại hình thì nó vẫn như đời trước thôi. Tất cả cái cả chi tiết thì con này thì là một cái màu xám ánh xanh. Thì mình sẽ đi chi tiết cho mọi người xem trên cái màu sơn xe này nha. Đầu tiên về phần pha đèn nè các bạn, thì vẫn là pha đèn LED ha. Đó, có 3 khoang ha, 1, 2, 3. Và mão của nó thì là màu xám ánh xanh ha. Đó, còn phía nắp tay lái đó, nó sẽ là màu đen nhám nè các bạn. Đó, cái màu này rất là mới luôn. Cái màu này mới ra trong năm nay thôi. Và cái mặt nạ này thì là màu xám ánh xanh luôn nha. Trên cái mặt nạ thì có hai cái đường tem nữa các bạn. Đó, Edison nè, giới hạn nè ha. Bên đây thì là Exciter ha. Chính giữa vẫn có một cái logo Yamaha. Rồi, về phần dè trước thì là màu xám luôn. Đó, mâm thì là mâm màu đen nha. Mâm màu đen, phuộc màu đen. Nó dòm chiếc xe nó rất là cứng cáp và thể thao luôn các bạn. Ngay cái phần mâm của mình á thì ngay chỗ này nó có một hai cái đường tem nữa các bạn. Đó, hai cái đường tem dạ quang nè, để chữ ẹt 150 nè ha. Đó, giờ bên đây cũng vậy luôn, nó dán đều hai bên luôn nha. Và xe này vẫn sử dụng là heo dầu một bít tông nha các bạn, heo dầu chính hãng một bít tông nha, chưa được hai bít nha. Đó. Về phần cánh bẩn xe, đây. Về phần cánh bẩn xe thì ngay chỗ này thì ở trên thì nó có một cái logo Yamaha nha. Đó, tem là tem sấm sét nha các bạn. Đó, cái khúc này có hình sấm sét nè. Đó, rất là đẹp nha. Rồi. Giờ ở đây thì dưới đây cũng có cái miếng tem nữa. Đó, vẫn là màu xám ánh xanh luôn nha các bạn. Về cái phần cánh yếm đây cho các bạn coi. Về phần cánh yếm thì yếm ở dưới giữa ở đây nè là màu xám luôn nha. Đó. Và cái ốp sườn của nó là màu đen nhám nè. Nhưng mà tem là phối tem xanh nha, bây giờ rất là đẹp luôn, dưới ẹt 150 nè các bạn. Đó, các bạn thấy không? Và ở dưới đây thì cũng có một cái đường tem nữa ha. Tem xám luôn nha, xám bánh xanh luôn, phối rất là đẹp luôn. Cản con xe này thì sử dụng là cản đen nhám nha các bạn. Cản màu đen nhám, giờ vô rất là đã luôn. Đó, còn cái đuôi của nó đây. Và về phần sau thì mâm gấp phuộc đồ thì nó đều là màu đen hết luôn nha các bạn. Giờ mấy xe nó rất là cứng cáp luôn, như cái màu sơn như những cái đời trước thôi, không có gì thay đổi. Rồi cái năm sản xuất cho các bạn coi này nha, cái năm sản xuất là 2023 nè. Đó, các bạn thấy rõ không? Đó, năm sản xuất là 2023 các bạn. Về phần mặt đồng hồ thì vẫn như cũ thôi, không có gì thay đổi hết nha các bạn. Mặt đồng hồ của nó đây. Đó. Và trên con xe này một cái khuyết điểm thực sự là ai cũng phải góp ý, đó chính là cái phần pha đèn nè các bạn. Đó, nó sẽ hơi hở ra một xíu như thế này nha. Các bạn thấy không? Đó, cái xe này nó hơi hở cái pha đèn ra như thế này nha. Nhưng mà mình thấy hầu như là con ẹt 150 nào cũng bị cái như vậy hết. Thì cái cách khắc phục thì có thể là về mình dán keo, nhưng mà mỗi khi mà dán keo á thì mình tháo ra tháo vô á thì nó rất là khó khăn nha các bạn. Nhưng mà cái này mình dòm ở dưới đây thì mình mới thấy nó hở thôi. Còn nếu mà từ ở trên dòm xuống á thì thấy nó rất là khít nha các bạn. Đó. Thì xe này về phần động cơ á là vẫn sử dụng động cơ cũ nha các bạn. Thì cái động cơ cũ này nhiều anh em cứ nói là Exciter á là 150 này á cái nồi giọng dữ lắm và đi cái nồi nó kêu dữ lắm. Thật sự là nói với anh em luôn, mặc định á là xe con nó phải rộng hơn xe số bình thường của mình một xíu, nhưng mà rộng ở mức độ cho phép thôi anh em.
Còn đi về lâu về dài 10.000 cây, 20.000 cây thì đương nhiên nó có độ hao mòn, nó phải kêu lớn hơn một xíu. Rồi cái phần này anh em muốn khắc phục lại thì anh em có thể sửa chữa đó, hoặc là anh em tán cao su nồi rồi lại. Chứ anh em nói Exciter 150 xe nào cũng nội dòng rồi, nó phải hơi có tiếng kêu, nhưng mà tiếng kêu vừa phải cho phép của nhà máy nha anh em, chứ không phải là kêu quá lớn. Còn bây giờ xe mới về anh em có thể anh em tán cao su nồi cũng được, nhưng mà nó mất gin anh em, người ta không có bảo hành cho anh em, thà anh em đưa thời gian hao mòn đi rồi anh em tán lại nó cũng ok ha anh em ha. Đó, về máy 150 này á, thì nhiều người cũng rất là thích, và nhiều người á, là thích máy 155 hơn, nhưng mà về ngoại hình á, thì được nhiều anh em săn đón nhiều hơn. Và con này thì hiện tại nó đang có giá chỉ có 45 triệu thôi nha anh em, giá xe đã bao gồm thuế VAT rồi. Con này thì hiện tại anh em mua góp trong thời gian tháng 2 này á, thì mình chỉ cần trả trước á, tầm khoảng từ 2 triệu trở lên, từ 4 triệu trở lên thôi là anh em mua được rồi nha. Anh em cần tư vấn cứ liên hệ số điện thoại trên màn hình ha. Anh em tự xa đi qua thì mình hỗ trợ combo 8 món quà trị giá 1,5 triệu và hỗ trợ tiền xăng xe từ 300 cho đến 1 triệu nữa nha. Rồi video đến đây là kết thúc. Cảm ơn anh em đã xem video của em nha. Cho em xin một like và một lượt đăng ký với nha. Cảm ơn tất cả mọi người nha.